Hello everybody, welcome back to my Horunaimia Gameplay channel. Xin chào bạn đã quay trở lại kênh Horunaimia Gameplay. Mình trong series 8 tiếng game hôm nay. Hãy bắt đầu đối tượng đầu tiên nào. Mandarina, the solo, one. Let's go. Mục tiêu của chúng ta trong tựa game này đó chính là tìm mặt của các cuốn sách các bạn nhé. Đi tìm những cuốn sách đầu tiên nào. Okay, one key here. Sách cho thầy không? Chỉ có hai cuốn sách và một chiếc chìa khóa vậy. Cuốn sách thứ ba nằm trên kệ đây bạn. Keys to open this door. Oh my god. Chắc cần phải thêm chiếc chìa khóa các bạn. We need more keys. Thank you.
Cho có thêm một chiếc chìa khóa này coi. Hỏi mò bụng. Chuyển qua tiếp theo nào. Ice cream chuyển. Thank you.
What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. What will the ice cream maker want from me? Help me out of here.
but the chump clubby ones. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Maybe in yellow, bigger in yellow house 3D. Chapter 1. Get me bottle from fist. We need to take baby to drinking table. Okay, it's time to wait for parents. Xem TV ở sofa để kết thúc đêm thứ nhất nào các bạn. Bật điện đã bạn. You bought her too, baby. Bắt được chiếc bình rồi các bạn. Còn với quyết định thứ hai thì điểm riêng cuối cùng trong ngôi nhà là bạn.
TV on the sofa. Okay, that's right. Keep that baby game. That right now. And bring the magic ones ASAP to here. We're gonna come down with the baby with this one. Okay, that one is finished. Even though I want to start the game, I can watch it, but it didn't. Scary hospital. Thank you.
Let's go ahead. Chị chị nhân vật của chúng ta nhập bài vào ạ. You woke us all up again. Bueno. Wouldn't be fair. You can see Esther's big head from anywhere. You are so funny, Molly. Don't forget beautiful and clever. You go count by the lift. We will hide in the library. Wait here. I'll just tip edit.
Nothing here. Và cùng tìm các người bạn cuối cùng nữa, chúng ta thấy có thể giành chiến thắng cho chơi này bạn nhé. Còn giờ sẽ tiếp theo trong video này cùng các bạn là Forest Monster. Xem ra có thể chúng ta phải làm gì cùng bạn chuyển phát tiếp theo nữa trong video này nào. Scary teacher đi. Pleasant day it is. Trời sắp ra đi vào trong nào bạn.
တဲ့ဟာနဲ့တော့ဆက်ဆက်တော့ကြာတယ Today's the day I make the front cover of the paper. I mean, who else could it be?My hand! My hand! Oh, it hurts so bad! Finance and credit through. Thank you so much, decision.